Lạnh sống lưng với chiếc quạt quay cuồng tại đám cưới khiến chàng trai đổ mồ hôi hột. Mới đây, trên một số trang mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip ghi lại tình huống dở khóc dở cười của một nam thanh niên trong lúc đi dự đám cưới, nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của nhiều người. Diễn biến sự việc như thế nào, mời cả nhà theo dõi tiếp ngay sau đây nhé. Theo đoạn clip ghi lại, nam thanh niên đi dự đám cưới trong thời tiết khá nắng nóng, thế nhưng nam thanh niên này lại cảm thấy khá lạnh khi nhìn lên trên khung trần trang trí đám cưới. Hóa ra anh chàng không lạnh vì nhiệt độ thời tiết mà là lạnh sống lưng. Khi nhìn thấy chiếc quạt trần đang rung lắc mạnh, cảm giác như có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Chính vì vậy, mặc cho mọi người xung quanh vẫn đang vui vẻ thưởng thức tiệc cưới, thì thanh niên lại lộ rõ vẻ mặt lo lắng, ánh mắt liên tục nhìn chiếc quạt trần với đầy vẻ nghi hoặc. Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra vô cùng thông cảm với cái lạnh mà nam thanh niên đang trải qua. Đi ăn cổ cưới mà áp lực vậy nhỉ? Cái này gọi là trực thăng trên đầu, vừa ăn vừa sợ vì được quạt đến lạnh người. Nhìn thế này lại nhớ chúng tôi tuổi học sinh đi học mà cũng hay bị lạnh vì chiếc quạt trần lỏng lẻo trong lớp học. Đúng là lạnh toát mồ hôi giữa mùa nắng nóng là có thật ạ. Đồng cảm sâu sắc với thanh niên nhé. Còn bạn thấy sao về sự việc này? Chia sẻ với chúng tôi ngay bên dưới phần bình luận và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.